Thầm Bồ Sư Thích Ca Phật Thưa Đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 5, 2022. Chúng ta học đến bài thứ 6 của niềm tin chân chính. Nếu người bỏ được tham, như chặt ngọn cây cao, Người ấy ngày và đêm, luôn sống trong chánh định. Bất tính không tu tập, phủ bác lời chánh chân, như muốn lấy nước trong lại quậy bùng dòng chảy người trí chánh tính tu hỷ lạc hầu chánh pháp như khéo múc nước sạch trong mát không nhiễm bẩn đại ý chánh tính giúp hành giả đủ thông tuệ lọc bỏ cấu uế của tâm và lạc trú trong chánh pháp cái đoạn đầu các vị lưu ý nghe bỏ được tham này nó không đơn thuần là chỉ những cái tham rất là ngoại vi tức là rất là thô giống như mình tham của tham tiền vân vân tham ở đây nó có một cái nền tảng rất là sâu xa đó là mình chấp trước vào những cái sở hữu bên trong tâm thức của mình gọi là tham mình dính chặt mình với buồn với vui với hờn với giận thấy những cái ấy là mình thấy cái dòng trải nghiệp tức ngược xuôi những nghĩ suy bồng bềnh ngày và đêm ấy nó là chính tự thân của mình và không có xả ly được không có rời nó được do vậy cho nên bỏ được tham cạn thì có được hạnh phúc ở cái chiều rất cạn bỏ được tham tinh tế thì chứng đắc thiền chứng đắc định và cuối cùng bỏ được tham sạch nhẫn hết thì lúc bấy giờ mới sạch nhẫn sân và si nghe tại vì tham sân si nó là căn bản phiền não còn tham thì còn sân và si còn si mê còn vô minh thì còn tham và sân cũng như còn sân thì sẽ có do có tham nên sân thôi thế cho nên ba món này nó triệt tiêu thì chúng ta mới mong chú được trong chánh pháp hành trì tuy nhiên mình đạt đến mức độ tổ cùng đó là dọn sạch hết những căn bản phiền não thì chuyện này còn lâu thế nhưng ở mức độ thô bớt tham được ngần nào thì tâm mình nó tràn đầy hỷ lạc ngần ấy hạnh phúc nó chỉ đến với những người họ có thể xả ly được tâm tham chứ không hề đến với những người chất ngất lòng tham cho nên cái đoạn đầu này Đành nặng câu này đó làm nền tảng Tức là người bỏ được tham Thì mới sống được ngày và đem trong chánh định Tức là sống trong Samadhi Đây là trường hợp của những vị tỳ kheo nha Thế nhưng mà với người cư sĩ Phật tử Chúng ta ứng dụng điều này Thì chắc các vị nên nhớ rằng Tùy mức độ mình loại trừ tâm tham Thô hay là tinh tế mà mình có được đời sống nhẹ nhàng, thanh thản, có được đời sống càng ngày, càng nếm được hương vị của niềm vui, hạnh phúc. Đoạn thứ hai, xác định rằng là nếu không có niềm tin chân chính thì chúng ta không thể đi vào con đường tu tập được. Không tin rằng, bỏ được tham, những cái thô phù thì mình có thể có được hạnh phúc trong cuộc sống đời thường cũng không tin rằng mình xả ly được cái tham tâm ái nhiễm đối với những xúc cảm buồn vui đối với nghiệp thức mình đang cưu mang thì mình nếm hư vị chánh pháp từ cái điều không tin như vậy cho nên ai mà nói những điều gì nó trái với những cái suy nghĩ của mình hay là trái với cái nghiệp thức khuôn mẫu của mình như vậy thì mình chắc chắn là mình loại trừ không chấp nhận cho nên từ cái điều bất tính nó đưa đến sự phủ bác những lời chánh pháp của các bậc hiện nhân là chuyện bình thường nghe mấy ông thầy cọc cạch hiểu biết ba mớ không nghĩa chi đâu phủ bác đây nó hàm nghĩa rằng phủ bác luôn những bậc thầy đạo hạnh hoặc những bậc đạo sư hoặc là các vị thinh văn bồ tát mà có hiện ra trước các vị các vị không thể tin như muốn lấy nước trong lại quậy bùng dòng chảy giống như mình rất là bụng về mình muốn lấy một chút nước trong để uống trong lúc khác thế nhưng mà trước khi múc được nước thì mình đã làm cho cái dòng nước nó đục bụng nó dấy lên cho nên không cách chi anh uống được nước trong cái hàm nghĩa câu này đó là nếu anh không đủ thông tuệ không biết loại trừ tham tâm đời sống anh không có đủ trưởng thành mà chứng chạc thì chắc chắn điều rằng anh đến với đạo thì anh chỉ làm một việc lăn xăng chạy vại và nhiều lắm là anh múc nước bùn thôi chứ không thể nếm được vị chánh pháp tức là không thể múc được nước trong của dòng chảy chánh pháp người trí chánh tính tu hỷ lạc hầu chánh pháp như khéo múc nước sạch trong mát không nhiễm bẩn cái đoạn thứ ba này quan trọng ở chỗ là nếu ta có đủ sự thông tuệ nhất định và mình thiết lập cái nền tảng chánh tính rất là sâu xa và cái điều thứ ba đó là mình rất là hỷ lạc khi mình học được chánh pháp của Phật từ nền tảng học tập tư duy và có ít câu năng hành trì ba cái điều này nó phối hợp lại nó làm thành cái niềm tin của chúng ta đối với chánh pháp càng ngày càng vững vàng và khi niềm tin càng ngày càng vững với công phu càng ngày càng có sự thực tập nhất định thì chúng ta mới có khả năng hỷ lạc được đối với chánh pháp của phật dạy lúc bây giờ được ví với một người thông tuệ họ biết cách bút nước đành rằng dòng chảy đó nếu vụng thì nó nổi bùng lên Thế nhưng mà họ rất thông minh cho nên họ uống được dòng nước trong. Và điều này nó ví với chúng ta rằng là nếu ta đủ những yếu tố cần thiết thì ta mới có khả năng nếm được vị của dòng chả chánh pháp mát dịu và trị được cân khác giúp cho chúng ta càng ngày càng đi sâu vào công trình tu tập bằng không là thưa các vị mình rời những cái tham muốn thô phù nhân gian chạy vại ngược xuôi tưởng chừng như mình đến với đạo đến với công trình tu tập hoặc theo thầy học đạo mình nếm thương vị chánh phá hành trì nhưng kỳ thực mình vụng về mình quậy cái dòng chảy nó rất đục và cuối cùng uống nước đục thôi chứ không uống nước trong được nó là như vậy nghe tâm thức mình chưa đủ chín chắn và trên nền tảng của một tâm thức nó đầy tham muốn ngược xuôi như vậy thế thì tới với công trình tu thì ta cũng không thể làm gì khác ngoài cái việc đem cái tâm tham muốn của chúng ta đến cái công trình tu tập thì cuối cùng mình vẫn nếm được cái hương vị của nước đục thôi chứ không thể nếm hương vị chánh pháp trong veo đây là nội dung của ba đoạn niềm tin chân chính mà chúng ta học hôm nay chánh tính giúp hành giả đủ thông tuệ lọc bỏ cấu quế của tâm và lạc trú trong chánh pháp thực ra thì cái nền tảng chánh tính này rất là quan trọng nếu mình không có niềm tin và không có nhiều nhân duyên. yểm trợ thưa để chúng rằng là ta sẽ không đủ sự thông tuệ nhất định chắc chắn điều rằng là ta là người phật tử lâu năm hoặc ta xuất gia tu thế nhưng mà không thể lọc bỏ được cấu quế nơi tâm nghe tại vì cái khả năng cấu huế, tức là ô huế vẫn đục. đó là cái nền tảng, đó là bản chất của tâm phạm phu. sinh ra giữa tầng đời này thì cái bản chất ta mang đến với nhân gian nó đều có một nét rất chung như vậy. nó có tham có ái và có vô minh. thế cho nên nếu không đủ duyên lành, không học chánh pháp, không nâng đời sống mình lên từng ngày với khả năng đọc học hiểu biết chánh pháp và tu tập hành trì thì thưa các vị trên nền tảng đó ta không cách chi lọc được câu quế và không lọc được câu quế thì chắc chắn điều rằng không có khả năng lạc trú trong pháp được không có vui với chánh pháp được chỉ vui với những cái phù du phù phiếm thôi vui với chuyện ngược xuôi chạy vại và bương bả lợi danh thôi hết lợi danh trong đời tới lợi danh trong đạo thôi chứ không cách chi cao bị có thể an lạc được trong sự tu tập nhé đây là bài học hôm nay chúng ta thế là mình xóa mình đi vô những cái phần khai thác hôm nay để cống hiến người đại chúng thế là cái vấn đề đầu mình đi vô mình sẽ bàn với nhau một chuyện rất là gần, đó là những trở ngại thô và tế của người tu. Hai cái từ này chúng ta nên làm quen nha. Thô là chi? Thô thiển, càng cợt ai cũng thấy cả. Tế là chi? Tế là nó tinh tế, nó vô hình, nó nằm sâu tâm thức mà thường thì à, không dễ thấy đâu nghe Thế là cái điều chúng ta bàn ra đây nó là tham là nền tảng cho ái và vô minh. Cái từ mà chúng ta quen dùng, quen gặp nó là tham ái, phải không? Thưa các vị, cái điều này vô cùng dễ nhận diện nha. Các vị mà không thương thì các vị không hề muốn sở hữu một cái món gì cả. Một là thương, hai là đam mê, đam mê là dành cho những đối tượng đó là vật chất, nhưng mà thương yêu, thì nó dành cho đối tượng đó là con người, đó là con thú, đó là con chó, hoặc là con thú nhồi bông, vân vân thưa các vị, khi các vị gắn chặt sự yêu mến của mình vào đối tượng, thì nó liền phát sinh cái chữ tham này. hai điều này dính liền nhau nghe, rồi một điều nó dính liền nữa, nó là sân, tại sao cái món mà mình yêu thích cái món mà mình, mình đang sở hữu mà có cái tên nào nó khùng khùng nó đến nó giật ngang thì chắc chắn điều rằng là ta nổi khùng điên thôi tùy vào cái điều kiện rồi sức mạnh của ta có sức mạnh cơ bắp ta có thì ta sử dụng cơ bắp đoạn lại sức mạnh ta đó là binh hùng tướng mạnh có thì ta dùng binh hùng tướng mạnh ta đánh quốc gia kia và sức mạnh của ta đó là có thần thông như chư thiên ngày xưa thì họ cũng dùng thần thông để họ đọt lại thế cho nên thưa các vị làm những vị tiên nhân dù có kiếm bén có khổng tiên thần hay có hồ lô nhưng mà cái gốc của họ không đoạn được tử sinh là do vì tu thì cứ tu có thể dừng sinh nhưng mà tham sân và ái không bỏ và tham sân ái này không bỏ là do vì cái gốc của nó là vô minh nghe gốc nó là vô minh vô minh có loại vô minh thượng vô minh hạ <laughs> vô minh thượng là gì tức là vô minh đậm nét nhất đó là luôn nghĩ rằng hình thành này là ta buồn vui là ta nghĩ suy là ta và từ nền tảng vô minh nặng nề như thế này rồi nó hình thành một cái loại chấp trước những sở hữu đó đều là, là ta hết là những cái liên hệ với ta này chồng ta, vợ ta, con ta, nhà ta, cửa ta, của ta, tiền ta, xe ta, vân vân. Do vậy cho nên nền tảng của ta ấy là vô binh. vô binh là do gì không nhận thức được rằng tất cả mọi vật chất hữu vi nó đều là vô thường, đều là sinh diệt, đều vòng bền, đều không thật, đều không có bản ngã. Cái chuyện này mình đi vô từ ngữ thì hơi nhiều nhưng mà các vị hãy hiểu cho rằng khi các vị làm lẫn rằng hình hài này là mình buồn vui là mình nghĩ suy là mình thì vô mình đơn giản vậy thôi và nếu thấy rằng buồn vui là mình thì thưa các vị các vị sẽ bằng mọi cách rượt đuổi hướng ngoại ngược xuôi để tìm cái gì nó thỏa thích nó hài lòng nó vừa ý và tất cả những cái điều gì nó làm cho mình thỏa thích hài lòng vừa ý nó đều theo với cái chu kỳ nhất định của nền tảng vô minh và tham ái cho nên nó đều sinh đều diệt đều vô thường đều nhàm chán đều chống bánh đi ngang qua do vậy cho nên chỉ có một điều có thể đoạn trừ được tham và ái và vô minh đó là đi vào con đường tu tập thôi còn nếu mình chưa thể đi vào con đường tu tập được cho dù cho các vị luyện được đơn dược sống có vài ngàn năm như, như những vị tiên, thì các vị vẫn còn tham, còn sân, còn si, thì còn chìm nổi trong ba cõi sáu đường, còn vô minh, còn lên xuống. Đâu. Hay nói một cách dễ hiểu hơn là các vị còn thấy tôi thế này này, tôi là những buồn vui này, tôi là dòng suy nghĩ này thì các vị vẫn còn vô minh nghe. Chừng nào ta trú trong pháp tu tập. Ta có thể quan sát được đây là buồn vui Mà không phải là tôi buồn vui Đây là nghĩ suy Mà không phải là tôi nghĩ suy Đây là thân đang đứng, đang đi, đang ngồi, đang nằm Mà không phải là tôi đang đứng, đi, ngồi, nằm Tôi là cái tâm đang quan sát mọi thứ Tôi là thể như lai bất động hiện tiền thì Lúc bây giờ các vị mới làm cho vô minh này nó mòn mỏi Vô minh mòn bao nhiêu thì khả năng tham ái này nó rất bấy nhiêu nha nó không có sung xe đối với cái thân đẹp và xấu nó không có bận lòng rượt đuổi theo những xúc cảm buồn vui nó không màng gì cái chuyện người khen cả chê nó không màng gì cái chuyện là ta sẽ xin về chỗ nọ chỗ kia gì cả mà ta luôn làm công việc đầy niềm đam mê là luôn trú trong hóa hành trì quan sát mọi sự sinh diệt cái xúc cảm mất còn Luôn quan sáng dòng chảy ngược xuôi đang chảy tới chảy lui Luôn an trú trong trạng thái tuệ quán của tâm thôi Thì lúc bây giờ các vị mới có khả năng dần dần đoạn được vô minh Và vô minh mỏng chừng nào Thì tham ái này nó rớt chừng ấy nghe Và dĩ nhiên tham ái rớt thì không còn có cái sân có mặt Đây là mình giải thích tham là nền tảng cho ái và vô minh trong đây nó có một cái nội hàm chứa trong đây nữa là tham ái sân và vô minh đây là điều thứ nhất giải thích tham ái và vô minh nó là như vậy đó cái tầng đó là tầng mình nói về cái nền tảng căn bản nhận thức để các vị khởi hành đi vô con đường tu tập nhé thế nhưng phân tích thêm thì chúng ta nhận diện rằng là với người nhân gian thế đây chúng rằng là với người chưa biết tu tập chi thì tham đó là nền tảng của đời sống nghe nó làm thành sự phấn đấu nó làm thành sự tiến bộ và nó làm thành sự hơn thua đối chiếu do vậy cho nên dù rằng có thành đạt lợi danh có làm ông to mà lớn có là người ở trên đỉnh cao quý của xã hội quyền quy thế nhưng mà đều bất hạnh với nhau cả cái điều này không phải mình qua đũa cả nắm nhưng mà kỳ thực các vị quan sát có tất cả những con người được gọi là giàu có được gọi có quyền quy được gọi trẻ đẹp thưa đại chúng rằng họ đều lâm vô tình trạng bất hạnh cả tuy nhiên có điều họ không có biểu lộ ra cho chúng ta biết có những đêm dài trần trọc nước mắt đầm đìa do vì sĩ diễn đó thôi nhưng mà đa phần cuộc đời của những người không biết tu chạy theo đời sống là thủ đắc lợi danh và tham thì thưa các vị chắc chắn rằng là họ không bao giờ có được niềm vui và phúc lạc trong cuộc đời đó là mình nói người nhân gian không biết tu thế rồi nếu người tu người tu cũng ở trong nhân gian nha đâu <laughs> tức là mình chưa nói đến người có hiểu biết Phật pháp đi vào công vô tu nghe nói người tu đây là trên cái mặt bằng đời sống nhận diện và những người khác với người thế tục có thể là những người đó đang quản lý một gia dạ lam tự viện khoác áo của một người tu vân vân thưa các vị nhưng mà trên cái bình diện nhận thức của xã hội đời thường thì cũng là những người ở trong lòng xã hội bình thường thôi nếu thật sự chưa thấm được Phật Pháp chưa biết rằng tham là nguồn gốc của mọi bất hạnh đời sống á mình chưa nói cái tham vi tế nghe tham cạn thôi, đó là của cải vật chất chùa cao Phật lớn có nhiều đệ tử có nhiều tín đồ và ra đường xung xe biểu lộ cái sự giàu có sang trọng của mình biểu lộ cái quyền quy của một người có uy tín của mình thưa các vị điều lâm vô tình trạng rất ư là tội nghiệp cả tại vì nhiều lắm thì họ lay quay một đời gần đó việc ăn thì cũng gần đó đời sống họ không hơn gì ta và có khi họ trải vậy ngược xuôi tất cả mệt hơn là người nhân thế họ ít của cải nghe mình nhìn thấy một số những người được gọi là tu tập đôi khi mình không dám đánh giá nhiều nhưng mà mình nghĩ cuộc đời họ rất là cực và với một số người có trình độ tri thức nhất định thì họ nhìn vào đời sống của những người tu mà không biết cách tu tập bởi đi lòng tham thì thưa các vị họ đánh giá dường như là cả một cả một ekip tu sĩ đều giống như vậy cả đều lăn sang ngược xuôi đều tham lợi tham danh đều rượt đuổi sự thành công đo đếm bằng vật chất nhiều ít và có nhiều tình trạng nó đặt trên cái nền tảng lương tâm trong sáng một chút là ta đã có thể loại bỏ được cái sự tất cả ngược xuôi của tâm tham rồi nghe cái điều này thưa các vị mình nhìn ra thì rõ ràng là trên cái mặt bằng tâm thức của xã hội như vậy nó làm thành khuôn mẫu nghiệp thức cho người đời nó làm thành khuôn mẫu nghiệp thức cho kể cả người xuất gia luôn nghe cho nên nếu không khéo thì chúng ta Lây quay chúng ta làm một việc đó là Chạy vại ngược xuôi Tranh hơn tranh thua Và cuối một đời thì thưa các vị chung một khuôn mẫu nghiệp thức như vậy Cho nên với người nhân gian Thưa các vị Cái nền tảng họ là tham Là sân, là si, là vô minh Trên nền tảng tâm thức như vậy Mà không khéo tu học Thì ta mang luôn cả một cái nền tảng Một cái khuôn mẫu nghiệp thức như vậy Đi vô chùa ta cũng làm y như vậy tham là nền tảng cho ái và vô minh này nó không có từ nang một người tu nào đâu nghe mình tu không có dương mai học chánh pháp không có dương mai chiêm nghiệm là phận giải cho nên mình cứ nghĩ là làm theo với một cái xu hướng của thời cuộc xu hướng của văn hóa nhân gian nơi nào trống nơi đó phải xây dựng hết bằng bê tông bằng cốt thép những cái điều nó ăn vô gốc rễ tâm thức rất là thâm sâu do vậy cho nên nếu mình không có cái trình độ tu học nhất định, không có một trình độ hiểu biết nhất định thì thưa các vị mình chạy theo cái đà phá hoại đất nước và nếu mình đi vô chùa rồi mình cũng phá hoại công ơn và những công trình xây dựng của bọn tiền nhân các vị có biết rằng bọn vị thầy mang Thiền tông đến đất nước, nước Hoa Kỳ và Tây Phương để họ có thể thấm nhuận đó là Đại sư Sư Ký Ngắt. Thế rồi các vị đến với những nơi đã từng sinh ra con người tài ba như vậy. Truyền đạo nơi đất nước, nước Hoa Kỳ. Luận bản thiền luận của ông Hoa Thưa đại chúng rằng bây giờ vẫn còn mới, vẫn còn hay. Vẫn còn là nền tảng văn học vô cùng căn bản cho người nghiên cứu thiền. Thế nhưng đến cái chùa của ông để thăm thú những nơi chốn nó từng sống nó từng tu tập thế cái chùa nó vẫn cũ xì nhỏ thó thôi nằm nét với góc núi và cái công trình xây dựng họ không có phá rừng phá núi gì cả họ giữ nguyên cái không gian và cây cối họ tôn tạo canh cây cối và cái ngôi chùa bé nhỏ nằm rất khiêm tốn nhưng ai dám nói đó là những nơi chốn bình thường không không đến thăm những chốn tổ như là nơi chốn ngài tiểu châu như chùa bách lâm vân vân thưa các vị thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là những nơi chốn mà chưa bị bàn tay của trung quốc họ đặt vô để xây dựng thì thưa đại chúng rằng nó rất là khiêm tốn thế nhưng nơi đó được gọi là đại và lam ngày xưa đó từ điều này chúng ta nhìn ra thưa các vị nếu không đi vào công trình tu học chánh phá thì tâm thô của người cư sĩ phật tử và tâm thô của những người xuất gia dường như nó tương ưng với nhau giống như nhau về cái bề mặt là hướng ngoại vọng động khoe mẽ rượt đuổi lợi danh điều này dường như nó là một tâm thức rất là phổ thông nghe đây là cái nền tảng rất căn bản từ đây ta nhìn về những vấn đề tâm thô của người tu nó là như vậy tâm thô cư sĩ nó là như vậy điều thứ hai đạo nhân biết tu tập. Thưa đại chúng rằng là khi mình biết tu tập nó hàm nghĩa rằng cái nền tảng căn bản là mình phải có một cái trình độ nhận thức trước đã. Nên rằng cái trình độ hiểu biết mình nó hạn chế nha, mình chưa thể đạt đến cái mức độ thông tuệ. Thế nhưng mà mình cũng có đủ khả năng nhận thức rằng là có những cái điều gọi là nhu cầu cần thiết cho người tu. Và những cái sung xe khoe mẽ tranh hơn, tranh đua, tranh lợi, tranh danh của người tu. Đầu tiên mình phải nhận ra cái gì là nhu cầu thật. Cái gì là tâm tham dắt dẫn nha. Cái trình độ nhận thức nền tảng căn bản người tu là phải như thế này mình biết là cái nhu cầu thật của mình chỉ cần gần đó thôi là đủ đó mái chùa như vậy đủ để thầy trò tu cho tới thành đạo và chắc chắn là cái phước của mình nếu nó lớn hơn nữa thì chư thiên tự lo lắng các cái chùa thì mình ở chứ không cần mình lo đâu chưa có đệ tử như lai nào trong quá khứ có tu tập và họ bận tâm gì về cái chuyện các cái chùa cho to do vậy cho nên thưa các vị người ta có chút hiểu biết năng lực đời sống họ có thì họ đủ khả năng nhận ra cái gì là cái nhu cầu thật của công trình tu tập công trình hành đạo và họ nhận ra cái gì là nền tảng của một loại tâm tham nó đang nhắc dẫn đang bị người chắc dẫn đang bị tâm tham bên trong ta chắc dẫn đây là nền tảng đầu tiên dành cho người tu chưa đạt được cái thấy của đạo đức gì cả chỉ cần có một chút trí tuệ thôi có một chút liêm sĩ thôi nghe dùng cái từ cho nó mạnh đó là có một chút tàm quý biết liêm sĩ có một lương tâm trong sáng thì họ đã làm được điều này điều thứ hai họ nhận diện được Thưa đại chúng rằng là Chưa cần chứng thánh Có chút năng lực tu thôi Họ biết mình là ai Mình còn phàm Năng lực của mình còn ít ỏi Phước lành mình chưa đủ Tâm mình nó còn hẹp hòi Nhìn lòng mình nó thấy Lòng mình nó còn ganh tị Còn nhỏ nhoi còn hẹp hòi Thì biết rằng là dù cho mình có Muốn làm cái việc lớn lao như là che bằng tay để che được trời cũng không thể làm được đâu. Cho nên nhìn đức mình để biết việc mình cần làm nghe đây là mình nói về một đạo nhân biết tu tập thì họ biết nhìn lại chính họ để khiêm tốn nhìn lại chính họ để biết rằng cái hạn chế của họ đó là tài năng họ không có đức hạnh không có và tuổi thọ họ không đủ dài tới vài trăm năm và xây dựng một công trình vận động bao nhiêu cái trí trá chứ là trí tuệ nghe bao nhiêu cái trí trá để làm thành một cái cơ sở vô cùng lớn lao thưa các vị cái nền của nó là một tâm bất thiện rồi do vậy cho nên khi nó có mặt thì nó làm thành bao nhiêu sự tranh chấp bất hạnh cho người sau chứ không quý gì đâu khi nào cái nền của một già lam đó một công trình đó là cái nền từ vạn người mơ ước thành tựu để nó thành tựu một công trình để cho người ta nương về tu tập thì thưa các vị nó có tới một triệu cái dòng năng lượng lành gửi gắm vào công trình đó thì công trình đó dễ thành tựu được cái nơi chốn đào tạo người xuất gia dễ thành một nơi chốn đào tạo được những con người đạo hạnh và nuôi dưỡng được tăng tài nghe còn nơi chốn đó ngay cái nền tảng đó là những công trình xây dựng này được xây trên cái nền của một tâm thức đầy trí trá thưa các vị già lam nào đặt trên nền tảng ấy đều đổ vỡ cả đều là mồi nhữ của sự tranh chấp lợi danh đều là tai họa cho người sao chứ không quý gì đâu cho nên họ nhìn ra được một điều đó là hạn chế của tự thân cho nên thưa các vị họ không có dạy chi làm những cái việc để nó gây nên những nỗi niềm phiền muộn về sau hoặc nó làm cho đạo phật càng ngày càng suy thoái đây là nhận diện được khả năng của mình hạn chế cho nên nó biết dừng lại kịp lúc nhận diện được tuổi thọ mình không cho phép làm cái việc đưa bằng tay che mặt trời đây là hai bước đạo nhân biết tu tập bước thứ ba thưa các vị họ nhận diện được tức là họ biết được con đường đi này nó không hàm nghĩa rằng là con đường của lợi danh nha đạo nhân mà biết tu tập thì họ biết rằng cái con đường của phiền não con đường của tử sinh con đường một tâm thức nó đầy vọng động như hiện tại, thưa các vị nó không cho phép người ta lơ là hướng ngoại chạy theo lợi theo danh theo tham theo ái theo sân theo si và họ luôn là quay ngược về đó làm một việc cho chính họ đây là một đạo nhân biết tu tập họ nhận diễn ra điều này không thì thưa các vị có thể anh khoáng áo người tu có thể anh nổi danh với thiên hạ do vì anh dạy kinh dạy thiền dạy đạo người ta nghe người ta ngưỡng mộ thế nhưng mà lòng anh thì anh cứ luôn hiểu lầm về mình luôn tưởng tượng quá nhiều về mình cho nên cuối cùng thưa các vị đây là những loại người không biết tu tập nghe đạo nhân biết tu tập thực sự thì họ nhìn ra được chính họ quan trọng là thiết lập được cái nền tảng nhận thức về chính mình họ có trình độ hiểu biết về hoàn cảnh xã hội về những việc họ cần làm và quan trọng cuối cùng của những người đạo nhân biết tu tập là họ nhận tỏ tường về bản thân của chính họ thiền não của họ buồn vui của họ ưu tư sầu muộn của họ nghiệp thức của họ vẫn còn bời bời do vậy cho nên họ biết dừng lại biết quay ngược về và họ biết dành cho họ những thì giờ cần thiết trong công trình tu tập đây là mình nói về đạo nhân biết tu tập còn không thì thưa các vị trên mặt bằng tâm thức chạy theo cái khuôn mẫu nó được đúc sẵn do xã hội nó tạo cho ta do nghiệp quá khứ xây dựng cho ta này cuối cùng thưa đại chúng rằng mình lây quay hết trong đời chạy ngược chạy xuôi đến công trình tu dù cho nhiều chục năm mình cũng là người chạy ngược chạy xuôi nghe vẫn lăng quân vẫn trọng cử vẫn bất hạnh rồi cuối cùng thưa các vị Đến và đi trong cuộc đời Dù là một thầy tu Nhưng mà người ta Không hề nhắc đến mình bằng niềm kính trọng gì đâu Tại vì Đời sống của mình Do quá hướng ngoại Và chạy theo đuôi Của lòng tham Do vậy cho nên thưa các vị Trong cái quá trình mình có mặt Trong cái chuỗi ngày sống giữa nhân gian Dường như là những cái điều mình mang đến cho người cái niềm ngưỡng mộ hoặc là đạo đức để làm biểu tượng cho tăng già mình không có mình chỉ là biểu tượng của sự tôn tính biểu tượng của sự ham muốn lợi danh biểu tượng của những công trình bỏ lại cho đời làm thành cái mối quả tranh chấp cho người sao thì thưa các vị đây là cái sự vụng về không biết tu tập điều thứ ba cái phần này thưa đại chúng rằng là cái phần đi vào tinh túy công ô tô nghe mình muốn nói về cái tinh túy công ô tô cái phần b vừa rồi mình nói về một đạo nhân có được cái nền tảng phước điền nhất định có được năng lực học chánh pháp nhất định có được liêm sĩ nhất định họ đã có những cái nhận diện như vậy rồi thế nhưng mà đi vào chiều thăm sau thì thưa các vị nó còn có một phần quan trọng mà những người tu tập phải biết để giải quyết điều thứ nhất là anh phải làm được một điều đó là đoạn hai phần kiết sử cái từ trong đạo phật rất hay nghe người ta gọi là thượng phần kiết sử và hạ phần kiết sử cái hạ phần kiết sử này mình nghe, mình tưởng như nó bình thường, nhưng mà nó lại cực kỳ quan trọng. Nó là nền tảng, và nếu đoan được nó, thì ta mới có thể vượt ngang qua ba tầng, đó là Tu Đại Hoàng, Tư Đại Hà, Mã Đại Hà. Thượng phần kiến sự này, nó tinh thế, nó mong manh, nó mờ nhạt, nó không dễ dàng nhìn ra nhưng mà nó lại không quá quan trọng nó không có làm thành một cái nền vững chắc để dắt dẫn ta đi vào ba cõi sáu đường cho nên các vị nhìn hai cái từ này các vị đừng nghĩ cái thượng phần kiết sử này quan trọng nha đoạn hạ phần kiết sử nó quan trọng vô cùng tại vì nó nền tảng làm thành nghiệp thức chúng sinh làm thành bất hạnh của đời người làm thành dòng chảy sinh tử luân hồi và nó trở ngại cho đến nỗi rằng vượt ngang qua đường đó thì cái con đường chứng thánh quả thưa các vị là con đường mở rộng thanh thang do vậy cho nên nên nhớ hạ phần kiến sử nó cực kỳ quan trọng nó là nền tảng và hạ phần kiến sử này nó gồm có mấy phần thứ nhất đó là thân kiến thứ hai đó là hoài nghi thứ ba đó là giới cấm thủ thứ tư đó là dục ái và thứ năm đó là sân thân kiến là chi con thấy thân này là tôi những liên hệ xung quanh là của tôi dính chặt vào nó không có khả năng quan sát được thân này vốn vô thường thân không phải là tôi của cái này nó không hề chung kiên gì với ta cả nó đến và đi một cách bồng bềnh và chừng nào ta có thể quan sát được mọi của cải vật chất này cửa này nhà này cửa này tiền này những ân tình này là những nghiệp ái này là người thương này là người ghét vân vân tất cả cái đó không phải là ta mà đó là những đối tượng ở bên ngoài này này đoạn được những sở hữu của ngã thì mới có một phần thân kiến thôi nghe Phần thứ hai, chừng nào các bạn nhìn ra được thân này không phải là tôi, buồn vui này không phải là tôi, nghĩ suy này không phải là tôi. Thì đây được gọi là bước đầu của bước đi vào con đường đoạn hạ phần kiết sử, giải trừ được cái kiến chấp thân là tôi, những sở hữu xung quanh là của tôi. Đoạn nữa phần này, mình đừng tưởng là thường nhé. Khi nhìn ra được thân không phải là tôi, những sở hữu chung quanh cũng không phải là tôi tức là những cái phụ tùng nó làm cho hình hài này có mặt đó đều không phải là tôi thì bây giờ các vị mới có thể ngộ nhầm được mới mở được con mắt chánh pháp mới có thể đi vào cái quả dự lưu tức là chứng được tu đà hoàng do vậy thân kiến này nó là nền tảng rất là vững chắc nó làm thành cái chân đế để xây nên không phải là cái tòa kim tự tháp bình thường Mà xây nên Hằng xa kiếp tử sinh Trong ba cõi sáu đường Từ nền tảng thân kiến này Do vậy hạ phần kiến sử Nghe tưởng chừng như là nó nhỏ lắm Nó bình thường lắm Nhưng mà không Nó là chân đế, nó là nền tảng Nó là căn bản phiền não gốc gác Để từ đây các vị Bước vào con đường thân thang Của ba cõi sáu đường Trầm luân trong ba cõi hoài nghi là chi thế các vị nghĩa là quan mang là nghi ngờ ngã và pháp và mình cứ nghi ngờ tôi từ đâu sinh ra và nghi ngờ thứ hai đã có cái tôi rồi phải có cái sự của tôi phải có cảnh giới của tôi ở và sự nghi ngờ này nó không đơn thuần rằng là nghi ngờ trên bệnh viện thuyết học mà nó nghi ngờ đi vô sinh hoạt tôn giáo luôn đó là các vị đến với công trình tu học thế nhưng mà các vị vẫn chưa nếm hương vị chánh pháp do vậy cho nên các vị nghĩ các vị là linh hồn và linh hồn này thì bất biến linh hồn này thì chết là hình này chết nhưng mà linh hồn này nó sẽ sinh về cảnh giới nọ cảnh giới kia sinh về cảnh giới của cõi trời vân vân thưa các vị còn chấp chặt rằng ta là một hình này ta là một linh hồn ta là một buồn vui và còn bù vào về vấn đề này không thấu đạt được bản chất con người này vốn là vô ngã thì còn ở trong trạng thái hoài nghi và hoài nghi chính tự thân đó là một phần để làm thành cái chê làm thành niềm tin rằng chết là chuyện của hình hài nhưng mà ta thì không có chết ta là linh hồn ta là kết tinh của tiểu ngã do vậy cho nên ta sẽ về cộng trú cảnh giới nội cảnh giới kia từ cái sự hoài nghi này nó đưa đến với điều thứ ba là giới cấm thủ Là ta tin vào một truyền thống tâm linh Tin vào một hướng tu tập Để có thể có mặt ở một cảnh giới nào đó Thì thưa các vị Tin vào những điều ấy Thì gọi rằng là giới cấm thủ nghe Truyền thống ngoại đạo thì nó thừa điều này Để dắt dẫn tâm thức ta Bảo rằng là anh cứ làm bao nhiêu việc ác không cần thiết anh chỉ cần xưng tội trước tôi Thì anh được cứu rỗi Anh chỉ cần Một về tin vào Thánh Kinh Tin vào Thánh a -la, Thì anh cứ giết làm người không sao cả Anh sẽ được lên lên thiên giới Rượu như suối chảy Gái đẹp thì 25-30 nàng trinh trắng đang chờ đợi anh Thưa các vị Từ hoài nghi về thân Về sơ của thân Chấp chặt ta là một linh hồn ta bất biến ta nương vào một giáo lý của một ngoại đạo để sinh về cảnh giới nọ kia cho nên thưa các vị ba phần này nó dính liền nhau khi còn thân kiến thì còn những nghi ngờ còn mơ ước sau khi chết sẽ sinh về cảnh giới nọ cảnh giới kia và từ điều đó nếu may mắn thì chúng ta đến với công trình tu tập đạo phật thì thưa các vị đành rằng có những phương tiện ban đầu nhắc dẫn ta để ta đỡ bơ vơ đã cảm thấy hoảng loạn vì lâm vô cái tình trạng là bản ngã vốn không của đạo phật thế nhưng mà giáo lý đạo phật thì nhắc dẫn chúng ta trong tương lai chúng ta nghiệm ra được tự tâm chúng ta vốn là thể vô sinh bất diệt cho nên loại trừ chấp trước ta là linh hồn đây là mình nói về cái nhánh rẽ của đạo phật giải thích cũng từ nền tảng ái kiến của thân đi vô pháp hành trì để ta có thể hướng tâm mình về con đường học giáo lý để giải trừ những cái mê lầm chấp trước thân ngay thế nhưng mà nếu không có dương mai lạc vào cửa ngõ ngoại đạo thì cái sự hoài nghi này nó nhắc dẫn ta đi vô cái dòng tu là tin vào những cảnh giới để sinh về chỗ nọ chỗ kia thì thưa các vị lâm vô tình trạng giới cấm thủ như thế này và giới cấm thủ nếu dắt dẫn ta đi vào con đường thiện lành Thì còn có thể Sinh về cảnh giới lành Thế nhưng giới khám thủ đó Đặt nền tảng trên tham Trên ái, trên sân Không phải cùng tôn giáo với Anh anh có quyền giết đi Sân cái gì nữa Mở rộng đất nước của Chúa Thì tham cái gì nữa Hai cái này có mặt thì có suy si, chứ có gì nữa thế thì thưa các vị với tình trạng như thế này thì chắc chắn rằng với cái giới cấm thủ của những truyền thống tâm linh ấy dắt dẫn chúng ta chìm sâu trong cái tình trạng bất hạnh nha bất hạnh một đời bất hạnh luôn nhiều đời đây là ba phần nền tảng căn bản của hạ phần kiến sự sở dĩ có cái này là do vì có cái chi dục ái thưa đại chúng rằng dục ái là cái thành phần nó rất là nhẹ nó có mặt ngay trong đời sống mỗi người chúng ta Thế nào là dục ái Đối với Mắt tai mũi, lưỡi thân ý Tiếp xúc với Cảnh trí Mùi vị âm thanh Xúc chạm mùi hương vân vân Mà ta đam mê ta dính mắt Thì gọi rằng dục ái nghe Ái này được gọi là ái của cõi dục Là do vì nó đặt nền tảng Trên nền này sinh diện này Ái này gọi là dục ái là do vì nó đặt nền tảng trên một sinh thân của các vị hiện thời. Đối với cảnh giới chư thiên thì chư thiên không có cái tình trạng giống như chúng ta. Mắt, mũi, thân họ dường như họ chỉ có vài ba cơ quan thôi chứ không phải năm giác quan như chúng ta. Do vậy cho nên đạt đến chiều cao thì dục ái này nó tự rơi. Nhưng mà trong cảnh giới mà phu chúng ta thì mắt nhìn sắc là đam mê. Mũi ngửi mùi thì đam mê. Miệng nếm vị thì đam mê Thân xúc chạm thì khởi đam mê Cho nên dục ái này Thưa các vị Nó là cái phần rất gần trong đời sống chúng ta Và điều này nó có mặt Ngay nơi tâm thức các vị Thì nó làm thành cái chi Nó làm thành bất mãn Sân này nó hàm nghĩa Thứ nhất là bất mãn Bất mãn trong cái dục Nó vừa bụng chúng ta Thì chúng ta cảm thấy hả hê trái với cái điều yêu mến chúng ta thì chúng ta mất mạng ví dụ như lời ngon tiếng ngọt của người chạm vào tay ta thì ta cảm thấy thỏa thích thỏa thích thì xin tham nghe muốn rằng lời đó nó phải có nó phải kéo dài lời nhạc hay mùi hương đó dễ chịu thì chúng ta đam mê mùi hương cho nên nó xin tham thế rồi mùi đó không phải mùi hương mà cái mùi rất hâu chuyện gì phát sinh nổi cơn thịnh nộ giận dữ cho nên bất mãn sân si nó thuộc về dục trong cảnh giới của phàm phu bình thường đó là dục ngoài cảnh giới của phàm phu nữa là chi thưa các vị đang đến những tầng thiền định đi vào công trình tu tập có được một chút hỷ lạc mình đam mê chấp trước vào cảnh hỷ lạc ấy thì gọi rằng dục ngoài cảnh giới dục bình thường của một sinh thân cho nên dục nó có hai phần là dục của vật chất và dục của phi vật chất đây là năm phần được gọi là hạ phần kiến sự đây và năm hạ phần kiến sự này thưa các vị nó thuộc về loại thô trên cái tiến trình tu tập của người đạo nhân biết đạo để tu tập chưa phải là đạt đến cái sự tinh túy nhất định của công phu tu của bậc đạo nhân đó nghe đoạn trừ được chấp trước về thân không còn hậu nghi về pháp và đi vào con đường tu tập nương theo bác chánh đạo của phật hành trì thì loại trừ được giới cấm thủ và xả ly được dục ái đối với năm món tiếp xúc của ngũ quan khi xả ly được dục ái thì sân này không còn sinh khởi không còn đắm chấp không còn đam mê không còn dính mắt thì thưa các vị mới đoạn trừ được cái phần kiết sử thấp nhất tức là nền tảng này thì các vị mới bò lên cái quả vị ban đầu đó là tu Đà hoàng tư đà Hàng và an hàm ba quả đầu của bốn quả tinh văn thưa các vị người ta chỉ cần đoạn trừ được hạ phần kiết sử thì bắt đầu dần dần đi vào cái thượng phần kiết sử tức là những phần tinh tế hơn đây là điều thứ nhất mình giải thích để cho các vị lưu ý về điều này. Xem ra không đơn giản đâu nghe. Ngay cái hạ phần kiết sử thôi, thì chúng ta thấy đã đắng cay cho đời sống là cho nên nói thì nói vậy nhưng mà rõ ràng rằng kiếm được những người tu tập thực sự hiểu được chánh pháp đi vào con đường hành trì để họ loại trừ được nhẹ nhàng những phần này thì cái đời sống họ biểu hiện được cái chất đó là thanh thoát đó là an lạc, đó là hài hòa đó là vô tham rồi chưa cần đạt đến quả vị chi cả chỉ cần hiểu được pháp đi vô con vô hành trì thì cái tham tự nhiên nó rơi rụng chắc chắn điều rằng là họ có năng lực trí tuệ và dĩ nhiên họ có tàm quý họ sống mà biết quan sát họ biết rải lòng thương họ biết tận dụng cái tuổi thọ họ giữa nhân gian này nó là một việc vô cùng quan trọng mà tu tập cho không có phí thì giờ vô ích cái thượng phần kiết sử mình không cần giải thích đâu nghe tại vì mình cũng chưa chúng ta đều chưa cần đi vô cái phần tinh tế như vậy thượng phần kiết sử nó dành cho những người đi vô những cái tầng tứ thiền tứ không tứ vô sắc Thế là cái vấn đề thứ hai của bài học hôm nay Đi ăn nát nữa Gần tới giờ rồi đó nghe Thứ hai Không đủ thông tuệ lọc nước ô uế Mình như những người khác nước Thế nhưng mà mình lại không đủ thông tuệ Không đủ bình ổn Mang cái tâm thức lăng xăng nhìn thấy dòng nước trong lật đật xuống và quậy bùng lên uống nước bùng thưa các vị cái điều này dường như nó cũng là một loại tâm thức bình thường của chúng ta nghe cái nền tảng tâm thức chúng ta ở đời đó là một loại tâm thức nó đầy bận rộn và lăn xăng đầy xuôi ngược đầy tranh đấu lợi danh do vậy cho nên đến công trình tu thì mình cũng mang nguyên cả khối tâm thức như vậy mình hành xử mình cũng chen lắng mình cũng đứng trước mình cũng chen lắng mình làm từ thiện mình cũng chen lắng mình học đạo cho hơn thiên hạ thế nọ thế kia vân vân thưa các vị với một cái nền tảng tâm thức như vậy thì mình chỉ có một việc uống nước đục mà thôi nghe cho nên cái điều này chúng ta nên lưu ý thứ nhất vụng về trong đời sống thế nhân thế nào là vụng về trong đời sống thế nhân cái nền tảng căn bản là mình tìm hạnh phúc trong điên rồ và vô minh các vị hình dung rằng là mọi thứ ta gọi là hạnh phúc đó nó đều đặt trên cái nền tảng của so sánh nghe thứ nhất nó là hơn thua tôi bất hạnh không phải là cái chuyện là tôi thua gì người ta Tôi có của ăn, tôi có của để, tôi có vợ đẹp, tôi có con xinh và tôi có công ăn việc làm bình ổn. Đúng ra thì tôi phải hạnh phúc đó. Thế nhưng mà sẽ với tôi nổi khùng là do vì có một tên nó chẳng làm chi cả. Nó vác sát về đây mới gần đây thôi nó các cái nhà nó che hết cái bản không gian phía, 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 mặt trời của tôi. Điều thứ hai nó khoe mẽ đến đổi rằng là nó không giàu hơn mình nhưng nó làm cho nó giàu hơn mình vợ nó thì xấu đuôi xấu điếc mà nó nói vợ nó là, là hoa hậu của thời trang đó thưa các vị mình không phải bất hạnh vì cái chuyện mình không có mà bất hạnh là do vì người làm cho mình bất hạnh và thông thường tâm thức ta nó là như vậy nghe không hài lòng với những gì ta có mà luôn nhìn ngó người để làm thành cái cuộc so sánh rồi cái điều này từ nền tảng căn bản nó là như vậy không hề nhận diện được cái ta đã có mà luôn thấy cái ta thiếu và do thấy cái mình thiếu và do vậy cho nên hạnh phúc đó là chuyện rượt đổi chuyện nắm bắt chuyện cần phải có một cái gì hơn dù cái hơn đó vào ngày mai nó trở thành của thừa thải nhưng mà bây giờ quan trọng là phải có mục đích để đấu tranh mục đích để thủ đắc càng thủ đắc càng đấu tranh và nghiệt ngã bao nhiêu thì càng chứng minh được mình là người có giá trị lớn bấy nhiêu một cô gái xưa giờ không ai thương hết thế thì mình thấy mình thương quá mình tới một cậu hôn cô nàng ừ liền cái mình cảm thấy hơi chột dạ dường như mình bị lầm rồi đây cái con người không ai đeo đuổi hết và tự nhiên mình đến cái rồi họ ừ liền cái một cho nên mình cảm thấy của này của thừa thải thế nhưng mà nếu một cô đó có tới một trăm chàng thanh niên đang đeo đuổi đứng sắp hàng mình len lỏi mình sắp hàng mình được đi ra phía trước, được lọt vào mắt xanh của nàng thì mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mình hãy hề vô cùng. Tại vì mình đã phấn đấu, đã thành công, đã dẹp được một nhóm người phía sau. Cho nên hạnh phúc là sự đối chiếu, là sự so sánh. Thế rồi khi mục đích sự so sánh không còn, cái đích điểm hơn thua không còn có mặt nữa, thì thưa các vị cái sự thành đạt đó nó liền bị dẹp vào một bên cái con người mà mình phấn đấu để thủ đắc đó để sở hữu đó dường như giá trị không còn nữa mình lại tìm một mục đích khác để phấn đấu để vươn lên thế cho nên hạnh phúc mà chúng ta gọi trong đời sống bình thường được gọi là hạnh phúc điên rồ là dễ ngắt có một hoàng đế ông dùng cái cách thế này để khích lệ chiến sĩ ông người này làm được việc ông thưởng và ông tưởng hơn cái người đã từng giúp cho ông trong công cuộc bình định biên cương quốc thổ thưa các vị cái cách này là cái cách trong thế giới chính trị người ta sử dụng nghe và trí trá loài người nó luôn như vậy và chúng ta nhìn lại đời sống chúng ta trong cách giáo dục đôi khi nó cũng có phần này con giỏi đó nhưng mà con thua con của bác hai kìa con bác hai giỏi hơn con nhiều ước gì con có thể giỏi bằng người ta thưa các vị đẹp không gì cả ngoài cái việc là các vị đối chiếu cái mặt này với mặt kia mũi không có cao gì cả do vì các vị đối chiếu cái mũi anh mỹ với cái mũi anh việt nam cho nên các vị thấy cái mũi ta cao thôi nó là vậy nha cho nên hạnh phúc chẳng qua là sự đối chiếu giữa người này và người kia đặt trên nền tảng nghiệp thức thôi và khi tâm thức hơn thua đối chiếu như vậy có mặt thì có bất hạnh liền và câu chuyện mình đang kể Nó là một hơn cái anh chàng mà anh liều thân xong ra chiến trường giết được giặc cứu được hoàng đế trong cơn hoạn nạn đó và khi về triều rồi hoàng đế muốn ban thưởng cho anh Anh dư biết một điều rằng là sẽ ban thưởng hai người ảnh là một anh chàng kia là hai cho nên khi hoàng đế hỏi chứ người muốn cái gì ta ban thưởng cho ngươi ông nói thưa ngài tôi muốn ngài khoét tôi con mắt chặt tôi cánh tay chặt tôi cái chân ban thưởng như vậy thôi và nếu ủa tại sao? Nó do vì tôi để ý rằng là khi Ngài ban thưởng người thứ nhất ít, Ngài thứ, người thứ hai gấp hai lần. Do vậy cho nên Ngài ban thưởng tôi bằng cách khoét một con mắt. Thì Ngài sẽ khoét hai con mắt của tên kia. Thưa các vị, cái nền tảng hạnh phúc quá ra là vậy nghe. Hơn là hạnh phúc. Thế thôi. Cho nên chúng ta dùng cái từ nơi đây là hạnh phúc là sự điên rồ của nhân thế. Các vị đừng tin tôi các vị nhìn lại lòng mình thì các vị thấy điều này ngay ngay ta không bất hạnh khi ta cảm thấy ta bằng lòng với những điều kiện ta có thế nhưng mà ta sẽ vô cùng bất hạnh khi nhìn qua một người để đối chiếu thấy rằng mình có nhiều cái thua kém hơn người và đời này nếu phải nhìn như vậy thì thưa các vị đời sống luôn là nỗi bất hạnh tại vì các vị sẽ thấy mình nghèo hơn người kia không hạnh phúc bằng người kia con mình không giỏi bằng người kia của tiện ích hơn người kia vân vân và tùy vào một tâm thức lâu cá chúng ta bao nhiêu thì ta bất hạnh nhiều bao nhiêu nghe lâu cá là sao nó cứ nhìn hết cái này cái kia để nó đối chiếu do vậy cho nên chúng ta định nghĩa một cái từ Dường như không sai là mấy đó là hạnh phúc giữa đời thường nó là sự điên rồ đặt trên nền tảng vô minh là như vậy điều thứ hai cũng được gọi là vũng về trong đời sống nó là luôn đuổi bắt, luôn rượt đuổi đó, dường như tâm thức ta nó không bao giờ chịu dừng đâu nhé, nó luôn vượt lên phía trước, luôn rượt đuổi, luôn săn bắt, và điều này nó làm cho người ta hãi hê về bản ngã, và sự thành công chẳng qua là sự rượt đuổi chạy càng nhanh càng gọi là nhiều sự thành công. rồi thưa các vị sức khỏe con người có hạn tuổi thọ con người thì cũng rất ngắn nhưng mà người ta cứ thích rượt đuổi tiêu hao năng lượng đời sống tiêu hao năng lượng sức khỏe cho cái công trình rượt đuổi này và dường như cả đời sống của con người rượt đuổi như vậy họ đầu tư sức khỏe của họ tâm lực của họ công sức của họ và kể cả niềm vui hạnh phúc và sự hưởng thụ đời sống của họ cho cái việc rượt đuổi này để cuối cùng họ phát giác rằng cái đích đến thì chưa bao giờ tới mà bóng chiều đã ngã sức khỏe đã tàn và cái chết nó đã đổ ập xuống đời sống của họ cho nên thưa các vị cái vụn về trong đời sống thế nhân rất nhiều nhưng mà trên nền tảng hai phần thôi một đó là luôn rượt đuổi điều thứ hai là luôn tranh hơn thua luôn phấn đấu hai điều này nó có mặt từ một tâm thức điên rồ và vô minh nghe nếu ta không điên rồ ta không vô minh thì ta có thể ngay bây giờ ngay tại đây có quyền hưởng thụ đời sống mình một cách hạnh phúc tràn ngập anh biết bằng lòng với đời sống anh ngay hiện thời nó không hàm nghĩa rằng mình dừng lại không hàm nghĩa rằng mình bằng lòng với cái sự khó nghèo nhưng mà một tâm thức biết dừng lại không chạy vại thì thưa các vị họ bước tới họ làm được cái điều tuyệt vời là hạnh phúc nó đang ở dưới chân họ họ bước lui hạnh phúc nó đang ở dưới chân họ họ giàu hạnh phúc nó cũng đến với họ họ nghèo hạnh phúc nó vẫn ở với họ họ đến hạnh phúc nó theo đến lui hạnh phúc theo lui giàu hạnh phúc nó có trong đời sống người giàu nghèo có mặt trong đời sống người nghèo Thế thì thưa đại chúng Nếu biết sống như vậy Thì hạnh phúc đời người Không phải là sự rượt đuổi Không phải là sự điên khùng Điều thứ hai Mình nói về vụn về Trong đời sống tu tập Nó có nhiều phần Giải thích về điều này Điều thứ nhất Cái nền tảng tâm thức của ta Nó vốn là ô uế nghe Điều thứ nhất trên nền tảng tâm thức mình chưa có cơ hội gần gũi thiện tri thức mình cũng chẳng có cái chủ nhân sâu xa hiểu biết được kinh điển Phật pháp và rủi ro thêm một điều nữa là mình sinh ra trong cái môi trường văn hóa nó nhượng đầy tâm thức của mình bằng cái việc là phấn đấu là bươn chải là đạp người khác để sống còn và sống bằng cái tâm rất là lừa dối và nghe lời sự láo cá của tâm thức để mình có thể hơn thua với mọi người trên thiên hạ trên nền tảng tâm thức của vốn liếng mình đi vào đời của văn hóa mình đã nhượng từ xã hội do vậy cho nên tới những mình bước qua trong đạo thưa các vị dường như tâm thức này đã dính liền với mình nhé vô chùa tu nhưng mà thưa đại chúng mình cũng hơn thua với người bản đồng tu người đó xuất gia sau mình người đó mới tu hai ba hôm thôi mà được thầy yêu bản mến người đó mới học phật pháp thôi mà sao nó thông tuệ như vậy thưa các vị tâm thức mình nó tràn đầy sự phẫn nộ tràn đầy sự ganh tị do vậy cho nên cái điều đầu tiên vụng về trong đời sống tu tập là mình để cho cái phàm tâm của mình cái nền tảng văn hóa nuôi dưỡng mình trong quá khứ nhắc dẫn mình để làm cho mình ngay hiện thời này lâm vô tình trạng bất hạnh rồi thay vì không cần nhìn đâu cả không cần nhìn ba bên bốn phía hay nhìn chính mình có ngày nay mình học được điều gì ngày nay mình tu được cái gì bỏ được phiền não nào ngày nay mình có an lạc trong pháp hành trì không và thưa các vị mình đo sự tiến bộ của mình và niềm vui phúc lạc của mình bằng chính cái trái tim của mình bằng chính những quá khứ của mình đâu này không luôn nhìn ba bên bốn phía để thấy sự hơn kém và tâm thức như vậy thì một tâm thức vụng về trong đời sống tu tập đây là mình nói cái nền tảng tâm thức của vốn liếng nghiệp mình mang về, của vốn liếng văn hóa mình thừa hưởng nghe. Điều thứ hai, trên nền tảng của bài dạy truyền thống. Thưa các vị, cái phần này rất tinh tế nghe. Cái truyền thống mình đang tu nó không đơn thuần là pháp tinh khôi trong sáng từ Đức Phật dạy mà có khi nó đi, đi ngang qua cái bề dày của một truyền thống đạo Phật khá dày từ Trung Hoa qua Nhật Bản hoặc qua Việt Nam trực tiếp thế nhưng mà thưa các vị cái truyền thống đó do nhiều thầy nhiều tri thức của họ bỏ vào và nhiều cái hạn chế do văn hóa người Việt văn hóa người Việt chúng ta biết rằng là có tới một ngàn năm nô lệ trên cái nền tảng của một truyền thống đạo Phật Nhờ cái văn hóa của Tàu là một và cộng với cái văn hóa của người Việt lâu đời từ một tâm thức nó đầy quẩn ức là một và nó đầy dẫy những cái mặt cảm là hai hai cái điều này nó cộng lại nó làm thành thưa các vị rõ ràng rằng là ta bị triểu nặng trong cái pháp hành trì chúng ta từ những truyền thống tâm linh đó đè nặng do vậy cho nên mình vụng về bước vào đời sống tu tập mình không có thể chọn được cái dòng pháp tinh khôi rất là trong veo như nước cắt của Phật dạy nó không có pha cái màu sắc tổ chức tôn giáo nó chỉ đơn thuần là pháp để ứng dụng hành trì thôi dường như mình lây quay trong cái chuyện ơn đền nghĩa trả và mình quên mất cái chuyện quan trọng là đến với đạo để mình ứng dụng điều phật dạy vào đời sống mình hành trì nghe gột phiền não rửa chấp trước đoạn trừ thân kiến và dường như chúng ta vụng về quá cho nên trong đời sống tu tập chúng ta có học giáo lý chúng ta cũng không có ứng dụng được nó vào tự thân ta đây là cái vụng về trong sự tu tập của chúng ta trong khi pháp đức phật dạy tin thôi đúng nguyên tắc vượt ngoài cái tính cách tôn giáo luôn nó không có cái tôn giáo gì trong đây cả đúng ra truy nguyên đầu nguồn của pháp phật dạy như là vipassana chẳng hạn thưa các vị trong đó không có cái tính tôn giáo gì cả chỉ cần anh đặt niềm tin vững chắc vào pháp và hành trì vào tự giác của phật anh không cần phải tôn vinh phật như thần linh anh chỉ cần làm một việc đó là đón nhận pháp chân thật từ phật khai triển ứng dụng đó vào đời sống tự thân mình để quán chiếu đây là buồn đây là giận đây là ghét đây là thương đây là nghĩ suy vốn không phải là anh mà anh chích thật là năng lực trí tuệ đang quan sát đó ứng dụng lần này thôi thì đoạn phiền não vô cùng đơn giản thế nhưng mà ta lại không ứng dụng được ta quá vụng về cho nên ta đồng nhất ta vào cái người nói pháp chứ không hề đón nhận pháp để hành trì đây là cái vụng về trong đời sống tu tập của chúng ta cuối cùng kết luận đi còn nữa nhưng mà thôi nghĩ <laughs> sẽ làm cái việc này khai thác những điều cần tu tập vào những kỳ tới nhưng bây giờ thôi mình kết luận cái đi mình viết từng câu đây câu nhất để đủ thông tuệ cho cho mình cách sống người ta phải vượt ngang qua muôn trùng cạm bẫy và để vượt được muôn trùng cạm bẫy đó chỉ có hai điều giúp ta làm được thôi một là niềm tin vào chánh pháp để hành trì hai là năng lực trí tuệ tu tập hai điều này anh có quyền chọn có quyền nuôi dưỡng để làm thành đời sống của một kiếp sống nhân sinh giữa nhân gian này Tùy mức độ mình chọn được và mình tu tập nó dày đến bao nhiêu thì hạnh phúc, niềm vui, hỷ lạc đến người ta nhiều bao nhiêu. Tùy mức độ thông minh của chúng ta, ta có quyền ứng dụng để có thể ngay một đời này. Đoạn phiền não khổ ưu, chứng nghiệm thánh trí, thành tựu niết bàn. Và nếu mình không có đủ thông minh vận dụng được những điều này để sống mà thưa các vị mình buông trôi cuộc đời cuối cùng mất biến mà hư vô đây là cái câu kết luận thứ nhất quy kết lại bài học của chúng ta hôm nay thế là câu thứ hai ý thứ hai cơ hội sống và thành tựu phẩm chất đời sống rất khó và mong manh cơ hội chết và thất bại thì quá lớn và quá dễ thế nên chúng ta hãy cẩn trọng và thông minh tìm hạnh phúc đời sống bình thường và sự thành đạt trên con đường tu từ niềm tin chánh pháp và công vô tu tập đây là hai ý mình giải thích điều này để cho các vị lưu ý nha thưa đại chúng rằng cái cơ hội để mình sống sót nó không đơn giản đâu nghe trong khi cơ hội chết thì rất dễ trúng gió là chết rắn cắn là chết con nhìn nhận cắn cũng chết luôn nữa ở mỹ này hai cái con nó rất đáng sợ và một cái con virus vũ hán thưa các vị không hình không sắc, không bóng dáng gì cả thậm chí đặt trong kính yên vi nhìn có khi cũng không biết nó luôn Ấy vậy mà chỉ cần đột nhập vô cá vị Thì nó phá hủy hết toàn bộ hệ miễn nhiễm của cá vị Và cá vị chết rất là dễ dàng Ngay bây giờ Cái đại nạn nó vẫn còn á Cho nên thưa đại chúng rằng Sống thì vô cùng khó khăn Duy trì được sự sống 70 năm, 80 năm, 90 năm Là một cái chiều dài vô cùng là Rắc rối của một cơ thể mình Cơ thể mình tạo hóa. Nó tặng cho mình một khối cái năng lượng để nó bảo trì thế nhưng mà chống chọi với thiên tai với dịch bệnh với những bất trắc đời sống thưa các vị là từng sáng nay một tại vì lãng mạn là chết một sơ xảy là chết cho nên cơ hội sống rất khó là như vậy cơ hội thành tựu bất cứ điều gì trong đời này thưa các vị như thủ đắc của tiền vật chất lợi danh đã khó khăn Thế là các vị thành tựu được những phẩm chất đời sống để cho các vị có hạnh phúc thì nó càng khó khăn hơn nha. Những cái càng tinh tế càng vô hình thì càng khó khăn. Đi vào con đường đoạn lợi tranh danh, đi vào con đường thủ đắc, vật chất lợi danh thì tương đối khó nhưng mà còn có thể dễ dàng. Thế những các vị đi vào con đường tu tập để có thể loại trừ phiền não, để có được hạnh phúc nó là một con đường rất gây go Và đòi hỏi sự tinh tế Sự thông tuệ Và quan trọng hơn hết Đó là cái niềm tin rất vững chắc Về thánh giáo của Phật Thế cho nên thưa đại chúng rằng là Hãy cẩn trọng Tại vì cơ hội chết Cơ hội thất bại Thì quá lớn Cơ hội sống, cơ hội thành công Thì nó không đơn giản đâu nha Điều thứ hai thưa các vị thành tựu được phẩm chất của đời sống nó khó nó mong manh do vậy cho nên chúng ta muốn tìm hạnh phúc muốn tìm được bình an trong con đường tu tập muốn tìm được sự thành đạt nhất định trong đời sống tâm linh thì cái điều rất cần đó là chúng ta đặt cái niềm tin của mình vô cùng vững chắc với chánh pháp của Phật dạy nói điều này không hàm nghĩa rằng là mình cùng tính mình tin khống khứ hà nghĩa rằng là trong năng lực học Phật pháp chúng ta cái khả năng tư duy chúng ta đủ sâu sắc đủ chính chắn từ nền tảng tư duy sâu sắc và chính chắn thì cái niềm tin chánh pháp chúng ta mới vững vàng từ niềm tin vững vàng chúng ta mới đi vào công phu tu tập một cách vững chắc và mới mong chứng được hay là gần hơn đó là mới mong có được sự hạnh phúc nhất định trong đời sống tu Bằng không thì thưa đại chúng Mình vẫn lây hoay Chạy vải vụng về Và vẫn cứ đuổi bắt Lợi danh hướng ngoại vọng đông Và cuối cùng thưa các vị Mất đức cuộc đời và cõi phù du thôi Đó là hai phần kết luận hôm nay Dừng lại đây